Thầy kể cho đại chúng nghe câu chuyện về thầy tỳ kheo Tisa để chúng ta rút kinh nghiệm có những cái chỗ không nên ở, không nên vào. Câu chuyện nó thế này, câu chuyện là người thợ kim hoàn với tỳ kheo Tisa đấy. Thế thì gia đình nhà cái ông thợ kim hoàn này này rất là quý thầy tỳ kheo ngài trưởng lão Tisa và đã hộ độ cho ngài suốt 12 năm trời. Ngài đi khất thực thì toàn đến nhà này khất thực là nhiều thôi. À, thế thì một hôm á, ông chủ thợ kim hoàn này này đang chế biến thức ăn ở trong bếp ấy, thì có người của nhà vua đến mang cho ông một viên ngọc của vua, bảo là ông hãy sâu cái viên ngọc này rồi mài nó đi, rồi dùi xong lỗ này thì trả lại cho ta để gửi trả cho vua. Thế thì ông này là tay đang làm bếp, đang sắp chặt đồ ăn có dính máu ở trên tay, ông mới cầm viên ngọc thì ông mới để ở cái mặt bàn đấy. Thì cái mặt bàn đấy thì ngài Tisa, trưởng lão Tisa lúc ấy hôm đến khất thực thì cũng ngồi vào trong nhà của ông này, ngồi ngay cái bàn đấy. Với 12 năm này ngài đi lại nhà ông chủ thợ kim hoàn này rồi, và gia đình kính trọng ngài vô cùng luôn á. Ông mà ngài đã chứng quả A-la-hán rồi chứ không phải chuyện thường đâu. Thế thì khi mà ông mới đặt cái viên ngọc lên mặt bàn ấy, rồi ông mới đi vào để ông làm cơm tiếp ấy mà. Thế thì trong nhà ông có một con ngỗng, con ngỗng nó lang thang ở ngoài phòng ấy, thế nó nhìn thấy cái viên ngọc lại tưởng là miếng thịt vì có dính máu ở trên đấy. Nó lao ngay đến và nó đớp luôn, nó luốt vào bụng luôn. Ngài Tisa nhìn thấy cũng không kịp ngăn, không ngăn kịp nó. Thấy không? Thế sau đó thì ông chủ, ông thợ kim hoàn này, ông chủ nhà này ông mới quay ra. Ông nhìn không thấy viên ngọc đâu. Thế ông quay vào ông hỏi vợ con ông là thế là thế mọi người có cầm viên ngọc không? Thì ba vợ ông bảo không. Bảo không. Thế thì ông lại quay ra, ông bảo nhà mình quay đến là chỉ có ngài Tisa thôi. Ông mới quay vào ông nói vợ, hay là ngài Tisa lấy viên ngọc của mình. Thế thì bà vợ bà ấy, bà không chịu. Bà bảo anh không được nghĩ thế. Ngài là một bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, và không bao giờ ngài có những điều xấu xa lầm lỗi bao giờ. Em không tin là ngài lấy đâu. Thế nhưng mà anh chủ thợ kim hoàn người chồng này thì không biết tìm đâu ra, mà mất viên ngọc rõ ràng rồi. Thế là mới đành ra mới hỏi ngài Tisa, thưa ngài á, thế ngài có cầm viên ngọc của con không? Thì ngài Tisa nói rằng ta không cầm, ta không lấy. Ngài chỉ nói thế thôi. Thế thì ông này ông mới bảo là bây giờ mà ngài cũng không lấy thì ai vào đây? Mà viên ngọc này mà mất thì bán cả nhà đi không đủ tiền để đền cho vua. Cả nhà mới đi làm nô lệ cũng không thể nào mà trả được hết cái viên ngọc này. Thế cho nên là trước cái sự mất mát lớn như thế, thế là ông quẫn lên. Ông nghi chỉ có ngài lấy thôi. Và lúc này là cái tâm bất thiện của ông sinh ra. Bà vợ đã can rồi. Em tin là ngài không giờ lấy. Ngài là một vị rất thanh tịnh. Thế nhưng ông chồng khởi cái tâm bất thiện, nói rằng không có ai ngoài ngài, chỉ có ngài lấy viên ngọc này thôi. Và ông mới quyết định, ông bảo nhất khoát là ngài lấy, ngài đừng có cãi. Thì ngài cũng bảo ta không lấy. Thế lúc này là ông chủ thợ kim hoàn này ông nổi máu điên lên, ông lấy cái vải ông quấn vào đầu ngài, bắt đầu ông lấy chày ông đập ngài. Ngài cũng ngồi yên cho ông đánh, ngài không nói. Ông đánh đến lúc ngài chảy hết máu mồm máu mũi, rồi ngài ngã lăn xuống đất hộc máu ra. Thế khi mà máu nó đổ tràn lan ra mặt đất ấy, thì cái con ngỗng ấy, nó lại nhìn thấy máu nó lại chạy ra để nó ăn máu. Nghe không? Nó lao ra thì cái ông chủ này ông đang trong cơn điên tiết mà. Ông lại nói cả mày nữa tao cũng giết chết mày luôn. Thế là ông đá cho một phát mạnh đến nỗi là con ngỗng lăn ra chết ngay tại chỗ luôn. Ông điên mà. Thế và lúc ấy thì ngài Tisa khi mà thấy ông chủ ông đá con ngỗng mạnh, ngài nhìn thì thấy nó chết thật rồi. Thấy nó chết thật rồi. Lúc ấy ngài bảo thôi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Chính con ngỗng này nó ăn viên ngọc đấy, đấy. Nó nuốt viên ngọc đấy. Đó. Thế thì ngay lúc này là anh chủ thợ kim hoàn này hết vía rồi. Nhưng mà cũng còn nghi ngờ, đến lúc sau mới bảo vợ con đi mổ con ngỗng này ra thì đúng là tìm thấy viên ngọc ở trong đấy. Thì lúc ấy anh sợ quá là anh quỳ sụp xuống, anh đảnh lễ ngài, anh sám hối ngài. Đó, xin ngài tha thứ cho. Đó. Thế thì ngài cũng nói rằng là sao? Ngài nói là không ai có lỗi cả. Đó chỉ là oan nghiệp, nhân quả oan nghiệp thôi.
Rồi Ngài mới dạy cho cái ông chủ Kim Hoàn này: này cư sĩ, từ nay trở đi ta sẽ không bước chân vào nhà của bất cứ một ai. Ta nguyện như thế vì vào nhà người dễ gây hậu quả như vậy đấy. Từ nay trở đi, khi nào ta còn đi được trên đôi chân thì ta chỉ nhận thức ăn ở trước cửa nhà mà thôi. Ông chủ nhà bây giờ quỳ xuống van xin Ngài: thôi cứ đến nhà con để mà khất thực, cứ vào nhà con. Nhưng mà Ngài nói là từ nay trở đi là thôi. Và Ngài biết đây là nhân là quả, không phải ai có lỗi cả đâu. Tất nhiên chúng ta biết, và Ngài nói như vậy thôi, nhưng mà thực sự cái ông chủ thợ kim hoàn này là đã gây cái ác nghiệp rồi, đúng không? Thế và sau đó thì một thời gian ngắn thì trưởng lão nhập niết bàn, cũng do cái nhân duyên từ cái trận đòn khủng khiếp ấy, ông đánh đập vào đầu như thế mà lòi cả mắt, máu rơi ra hết. Đó. Chuyện này về bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật thì cũng mới nói. Sau đó thì cái con ngỗng ấy nó chết, nó tái sinh vào người vợ, bụng người vợ của ông chủ thợ kim hoàn này. Thế còn ấy, người thợ kim hoàn này sau khi chết thì cũng đọa địa ngục, các bạn. Thế và người vợ thì sau khi chết lại được sinh thiên. Thế mà các tỳ kheo mới hỏi Đức Phật là nhân duyên tiếp như thế nào, thì Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, chúng sinh trên thế gian một số nhập thai lại, người ác đọa địa ngục, người thiện lên cõi trời, còn người hết lậu hoặc thì vào cõi niết bàn. Đấy, câu chuyện này kết thúc. Đức Phật nhận định để cho tất cả tỳ kheo thấy là chúng sinh trên thế gian này khi bỏ thân có người thì nhập thai trở lại, tái sinh làm người trở lại. Còn người ác thì đọa vào địa ngục, người thiện sinh lên trời, còn người đã hết lậu hoặc thì vào cõi niết bàn. Là như vậy đấy. Thì câu chuyện ấy, nói sau khi đó thì là ông chủ thợ kim hoàn này do ác nghiệp, nghĩ ác về trưởng lão Ti Sa và hành ác, cho nên ông chết, ông đọa xuống địa ngục. Cô vợ thì một lòng kính tín ông ấy, kính tín ngài trưởng lão Ti Sa, và ngăn ông ấy đừng nghĩ ác, đừng làm ác, cho khởi cái niệm ấy. Mặc dù không ngăn được, nhưng do cái thiện tâm kính tín như vậy, cho nên bà vợ sau khi chết thì được sinh cõi trời. Đấy, đại chúng thấy nó có rõ ràng hai đường, kiếp này là vợ chồng nhưng kiếp sau là kẻ lên trời người xuống địa ngục đấy. Có phải chuyện thường đâu. Chỉ từ hai cái tâm niệm đấy thôi. Thế cho nên mình mới nói là người tu phải giữ cái tâm là như vậy. Và đây cũng là cái để cảnh giác người tu xuất gia chúng ta, những nơi nào nên đến, không nên đến.